Visa SEC được xem là một trong những loại visa khó xin nhất thế giới. Vì vậy, hôm nay Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu dịch vụ làm visa du lịch SEC đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa SEC. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh không đeo kính và chụp cách đây không quá 6 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và còn 2 trang trống để dán visa. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng sơ yếu lý lịch. 7. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động dài hạn tối thiểu 1 năm trở lên, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép du lịch. 2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh và hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. 3. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Nếu bạn là người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Bản sao công chứng, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm có số dư tối thiểu 10.000 đô la Mỹ, kỳ hạn ít nhất 3 tháng. Ngoài ra, trong trường hợp bạn xin visa du lịch SEC thì lịch trình chuyến đi là điều vô cùng quan trọng. Lịch trình chuyến đi cần phải có đầy đủ các thông tin sau. 1. Giấy xác nhận đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay. 2. Lịch trình tham quan các địa điểm của chuyến đi. 3. Bảo hiểm du lịch có giá trị tối thiểu 30.000 euro. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.